Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mình nâng cấp hướng dẫn nâng cấp cái dòng camera Eken H9G. Hiện tại thì nhà sản xuất đã tung ra phiên bản update nâng từ chụp từ 12 chấm đến lên đến 20 chấm. Để làm được lần này thì các bạn cần một cái thẻ nhớ 16 GB đến 32 GB trở lên, cần H10. Các bạn tải file nâng cấp về, sau đó các bạn format thẻ nhớ và các bạn copy vào thẻ nhớ. Bạn format, sau đó các bạn copy cái file cài về, để nguyên file không đổi tên, không cho vào thư mục gì, cho thẳng vào thẻ luôn. Hiện tại thì dòng camera Eken này giá rất rẻ và hợp lý và được rất nhiều người bạn trẻ ưa chuộng, dùng để quay đi phượt rồi dùng làm camera hành trình, làm vlog rồi là live show. Sản phẩm này có độ quay phân giải lên đến 4K luôn, cho chất lượng siêu nét. Sau đó chúng ta remove, gỡ thẻ nhớ ra khỏi máy tính. Các bạn dùng bộ đọc thì các bạn có dùng đầu đọc thẻ hoặc dùng cái DCOM nó có khe đọc thẻ, các bạn đưa vào. Lưu ý là pin thì các bạn nên sạc đầy để đảm bảo quá trình cập nhật. Cập nhật thì cũng nhanh thôi nhưng mà pin 50% là ok. Các bạn cắm thẻ nhớ vào, bấm khi nào nó tách kêu, sau đó chúng ta bấm nút nguồn. Bấm nút nguồn khi cái đèn tín hiệu sáng màu đỏ thì chúng ta mình nhả tay ra và chúng ta không có làm thao tác bấm cái gì vào hết. Như vậy là máy đang bắt đầu cập nhật. Sản phẩm này hiện tại thì trên thị trường có giá rất rẻ, từ hơn 900 nghìn đến hơn 1 triệu, 1 triệu mốt đến 1 triệu 2. Sản phẩm mình thấy rất hay, giá thứ nhất là rẻ, thứ hai là kết nối wifi trực tiếp bằng điện thoại, có thể xem trên điện thoại. Cái thứ ba là nó có chất lượng quay là khá là nét, chất lượng 4K luôn. Và bản cập nhật này là cập nhật cho máy đời cũ, sản phẩm 2018 mà nâng chụp hình lên 20 chấm. Sau đó chúng ta bật lên, chúng ta kiểm tra phiên bản. Mình vừa quay, mình vừa thao tác nên là góc quay các thứ là nó không được đẹp cho lắm. Mong anh em là xem cũng thông cảm và ủng hộ chia sẻ, like video kênh của mình. Đó, như vậy là đã lên phiên bản 7.0 rồi. Và khung hình cho ảnh chụp lên đến 20 chấm, 20 megapixel.